Minh lại tiếp tục gửi đến quý vị các bác anh em một món đồ Minh sưu tầm từ Mỹ về, chiếc âm ly Pioneer FX1000 T-Dub. Có thể nói đây là cái modern âm ly vắng bóng gần một năm nay Minh mới có lại và sưu tầm được. Chiếc đi này cũng mới về trong chiều ngày hôm nay, Minh đang test và đã rất là hoàn hảo, vệ sinh sạch sẽ, và có thể nói rằng đây là chiếc âm ly nguyên bản 100%, chưa một mối hàn chấm. Quý vị nhá, đại đa số thì những chiếc ly như thế này về chúng ta chỉ việc vệ sinh nhỏ nhẹ những cái phần chiết áp, vệ sinh dầu, bảo dưỡng để cho nó khỏi sột xòe thôi, còn lại là hoàn hảo. Chiếc ly này thì cái phần đèn của nó còn đang sáng zin nguyên bản, mình đã kiểm tra tất cả. Và đây là cái dòng âm ly có thể nói là dòng âm ly trị và gánh được đa năng rất là nhiều các dòng loa cổ. Ở đây thì mình đang phối ghép với cặp loa Pioneer CS05 đã giới thiệu trong clip trước. Thì mình sẽ lựa qua một vòng để quý vị thấy được độ đẹp của chiếc ly này. Mặc dù đã được sản xuất và ra đời đến nay là từ năm 1971 quý vị ạ. Từ năm 1971 nhá. Toàn bộ núm nút, mặt kính này, mặt phay nhôm này còn rất là tuyệt vời. Chiếc ly này nó là dòng âm ly cổ, đánh 4 sò sắp, dòng sò sắt là Toshiba chữ đỏ và xuất âm tụ quý vị ạ. Nghe nó rất là giống như âm ly đèn. Quý vị đánh các dòng loa cổ muốn nghe nhạc vàng mua đồ thì không thể bỏ qua những cái dòng âm ly như thế này. Trở kháng nó đánh từ 4 đến 16 ôm và đánh được 2 đôi loa, mọi chức năng là hoàn hảo và radio là 1.8. Mình sẽ lược qua một vòng để cho quý vị các cái nút chức năng nhé. Đây là nút nguồn, đồng thời cũng là nút chỉnh kênh luôn. Nó đánh được hai cổng AB ở đây. Chỉnh bass, chest. Cái chỉnh bass chest này là cũng là dòng đồng trục, tức là chỉnh độc lập từng loa. Chỉnh ba lăng, volume, loudness, cắt giải trầm, cắt giải cao. Muting dành cho FM và IFC cũng dành cho FM. Phono thì sẽ gồm có hai cổng phono 1 và phono 2 cho những bác thích chơi mâm than. Quý vị có thể thấy không ạ? Khi mình chiếu sát này, quý vị thấy cái mặt phay nhôm nó còn nguyên như thế này. Tức là nó còn nguyên zin tuyệt đối, nó còn hẳn lên cái vết xước này. Nếu mà lau nhiều thì nó sẽ trơn láng. Vỏ gỗ cũng là vỏ gỗ zin nguyên bản 100%, không có tân trang. Còn đẹp nguyên mốc, nguyên bản, mộc như thế này. Mình sẽ cho cô luôn một chút nha. Tay trốn nằm trong lòng tay dù em ơi, dù hai chúng mình mộng dư khó thành, biết nhau chiều nay xin. Ở đây thì mình đang test cổng AUX. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang chế độ radio để test phần radio cho các bác anh em. Như mình đã nói thì radio những dòng xuất Mỹ này là 108. Kim vẫn hoạt động hoàn hảo quý vị ạ. Kim đo sóng nhá. Như vậy là radio là hoàn hảo quý vị nhé. Hôm nay cùng ca khúc mang tên là Trong qua phần thể hiện của Loco Wasa của nhóm Mamamoo. Yeah, Loco Hawasa cùng với lại sự hợp tác lần này thì anh nghĩ rằng nó cũng là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời để các bạn có thể lắng nghe ca khúc Don. Nói về cái việc hợp tác này, con này nó là dòng xuất Mỹ và chạy được đa cầu điện anh em nhé, chạy từ điện 110 cho đến 220. Chúng ta có thể thay cầu điện bằng cách là mở cái này ra để chuyển về số 220. Và anh muốn kết hợp với Hawasa là một thành viên của nhóm Mamamoo. Bốn con sò nó sẽ nằm ở phía sau này. Đã gặp được nhau và đã quyết định cho ra mắt là tuyệt đẹp so với cái độ tuổi của em nó, giá trị sưu tầm quá là tuyệt vời. Và chiếc ly hoàn hảo Pioneer FX1000 T-Dub này mình sẽ giao lưu với anh em với mức giá là 7.500.000 đồng, rất là ổn áp và ok cho một chiếc âm ly cổ xuất âm tụ rất là ngọt ngào và hay như thế này. Thì anh em nào có nhu cầu sưu tầm và phối ghép với những dòng hoặc là cần phối ghép với những dòng loa cổ thì sở hữu ngay em này nhé. Em Minh xin dừng video tại đây và hẹn gặp lại quý vị các anh em trong những video tiếp theo. Và nhớ nhấn đăng ký kênh ở dưới tay phải của video này để cập nhật theo dõi những video mà mình up lên, chia sẻ hàng ngày. Cảm ơn các anh em. Ngày đó lâu rồi.